Xin chào các bạn, đây là chai dung dịch sắt của hãng Herbaria. Chai dung dịch sắt này cung cấp sắt và các loại vitamin thiết yếu có thể dùng được cho cả phụ nữ mang bầu và sau sinh có chứng nhận bio. Đối với phụ nữ mang bầu thì uống 30ml, sau sinh 20ml và người lớn là 15ml trên ngày. Các bạn thấy ở đây thì là hạn sử dụng là tháng 1 năm 2023, hạn rất xa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc ra nhé. Tiếp các bạn thấy đây là một chai dung dịch. Dung dịch được đựng trong chai thủy tinh tối màu theo tiêu chuẩn Pharma. Ở trên có cái nắp nhựa để đong đấy. Thì chúng mình sẽ cùng đong nhé. Ở trên nắp thì có ghi các chỉ số ml đấy. Thì mình sẽ đong theo như ở trên trên đó. Và mình sẽ đổ lấy 15ml dung dịch sắt vào. Và sau đó là sẽ cho vào cốc. Và bạn cũng có thể hòa với cả nước để uống. Uống thì sẽ có vị hơi chua chua một chút. Nhưng mà rất là dễ uống.